Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy cắt cỏ và một cây máy cưa. Thì máy cắt cỏ sử dụng gia đình, nòng 32 ly đó và 24cc nha mọi người. Còn Estin bên này là máy cưa Estin 018C. Thì thằng này xi lanh 38 ly nha mọi người. Thì nó là 31.8cc. Đó, máy còn rất là mới, rất là đẹp ha. Giờ em sẽ quay chi tiết từng con cho mọi người xem. Trước tiên là con máy cưa này ha. Đây. Thì đời 018 này cắt chủ yếu ở gia đình. Đó. Anh em nào đi cắt thuê cũng được, nhưng nói chung là lượng sức máy tốt nhất là mình nên sử dụng những dòng này vào gia đình rất là ngon. Đó, cắt rất là vừa tâm. Còn đi thợ cưa thì giống dòng này đi rong, đi leo thì cũng rất là ok ha. Anh em thợ cưa thì máy này rất là đẹp, còn rất là đẹp. Đây, tem mạc còn nguyên nha mọi người. Đây là cái mạc bên Nhật người ta sử dụng ha. Đây là máy này được sản xuất từ USA nha mọi người, được xuất qua Nhật này. Khá là ok. Thì nó sử dụng một cái ốp lam, ốp lam vặn trực tiếp bằng tay nha mọi người. Đó, ốp lam vặn trực tiếp bằng tay và tăng xích là sang tăng trực tiếp trên này. Mọi người chỉ việc lới này ra, vặn ngược như thế này. Đó, vặn lỏng này ra. Mình sẽ có thể tăng xích ở đây. Đó. Đây em đang cho nó lỏng ha. Bây giờ muốn tăng mọi người vặn theo kim đồng hồ. Đó, cứ vặn lên vậy là sẽ tăng này. Tăng với mức vừa đủ là được. Đó. Đấy nha mọi người, tăng đây nhé. Khi mà tăng xong mọi người vặn cứng cái này là ok. Đó. Và đặc biệt là đời này nó có sử dụng một cái băng phong xả. Nếu mọi người bấm cái này vô, khi giật, giật rất là nhẹ, nó xả hơi, giúp mình giật rất là nhẹ ha. Giống như trợ lực thôi. Đó. Đây, bên mặt bên này. Thì mình chứa nguyên liệu của nó là bên này là nhớt thải để nuôi lâm xích là bên trên này. Còn đằng sau này là xăng pha với nhớt nha mọi người. Đó. Lam thì được sử dụng lam 40, xích là xích trung mini, sợi xích cũng còn rất là ok. Đó, khá là đẹp. Rồi. Đời máy thì được sản xuất năm 2001, đời Estin 018. Đây nha mọi người, chi tiết em máy. Này, em ra bung bên trong ra cho mọi người xem ha. Cách thức bung bên trong rất là dễ, khi mọi người tháo ra, nói chung là nếu mà muốn bung và ráp vô rất là dễ thì mọi người bóc ra, đẩy cái chốt cần e này xuống cùng này, nhấc nó lên là ra rất là nhẹ nhàng ha. Đó, bên trong này nó sẽ có một cái miếng lọc, miếng lọc này mình xài lâu mình sẽ vệ sinh nó đi nhé cho nó tốt ha. Đó, đây bên trong em máy, đây là bộ phận lửa ha. Đời này đời 2001 cũng rất là lâu rồi ha. Đó, máy như này là cũng còn rất là đẹp. Khi ráp vô thì mọi người chú ý nó có hai cái chốt bên trước này, nó sẽ vào hai cái khớp này ha. Đó. Mọi người chú ý là mình bóp ga để cái e xuống dưới cùng này thì nó rất là dễ ráp nhé. Nó không có bị kênh bị hướng ha. Đó, khi mà ngay ngắn này mình vặn cái chốt này qua bên là nó sẽ cứng lại. Đó, rồi đẩy cái chốt e như bình thường là sai thôi. Đó. Đây là đời Estin 018. Rồi, tiếp theo đến cái máy cắt cỏ. Rồi, hay giờ em sẽ khởi động luôn đi ha. Thì cách khởi động nó thì cực kỳ đơn giản, nó có 4 nấc này. Đây là 4 nấc cần e nha mọi người. Mức đầu tiên, mức trên một thứ nhất này là tắt. Mức thứ hai là xài bình thường. Muốn mở được mức thứ ba thì mọi người phải nhảy qua mức thứ tư trước. Thì muốn bật được mức thứ tư này thì mọi người bóp ga xuống. Bóp ga, đẩy chốt này xuống nha. Đó, phải bóp ga mới đẩy xuống nha. Rồi, khi mà đây cái mức này là mức đóng e gió. Thì trường hợp mọi người để lâu hoặc cái xăng, mọi người bóc ga để xuống mức cuối cùng cho nó đóng cái bô gió lại. Khi mà giật ấy, xăng nó lên đến đầu nòng nó đốt ấy, thì mọi người đẩy lên mức thứ ba. Mức này thì nó sẽ có tác dụng là lên 30% ga. Đó, mình đẩy nhẹ lên là phát là lên mức thứ ba này. Còn khi bóc ga phát là về mức thứ hai là xài bình thường. Đó, giờ em sẽ khởi động lên nhé.
thì đẩy lên là tắt mọi người. Cái này vẫn còn khóa xích nhá. Đó, khóa xích chỉ việc đẩy mạnh xuống. Giờ sẽ khóa cái xích lại ha. Rồi, đẩy lên là tắt. Rồi, bây giờ đến lượt máy phát cỏ Echo. Thì Echo này thì nó có sử dụng một cái bộ giật trợ lực lớn, kéo rất là nhẹ nha mọi người. Đặc biệt hơn nữa là nó sẽ sử dụng một cái bình xăng, gọi là ngoài bóc gọi là chế xăng ha. Cái chế này thì nó sử dụng quả gang ngang đó, đời 3 tầng. Thì đời này thì mọi người cũng đã biết rồi, nó rất là dễ nổ, đặc biệt tiết kiệm xăng rất là cao đó, dễ sử dụng nữa, đồ thay thế cũng rất là thông dụng luôn. Và thứ hai là nắp này là nắp kín nha mọi người. Đây nó có một cái quả lấy khí trời, nên là cái nắp này nó sẽ làm kín, không có chảy xăng gì luôn, rất là tốt. Ok. Rồi bây giờ là để xoay mặt trước cho mọi người xem. Đây, phần trước của em máy đây ha. Khá là đẹp, khá là mới luôn nha mọi người. Đây là bên Oppo. Sau là đến bộ phận tay lái, tay ga. Thì đời này nó có dây đeo chốt là ở đây nha mọi người. Còn dây tay ga bóp là tay này là tay gạt. Đó, tay gạt nha mọi người. Gạt ga đến đâu là chết đến đấy nhá. Còn tay và cái công tắc làm chết đây đây. Đó, công tắc đẩy trực tiếp tại cái đây luôn nha mọi người. Đó. Đây, tem cần Hitachi, đây dòng Echo Hitachi nha mọi người. Đó. Nó có sử dụng miếng long đền chặn ốc nha mọi người, chống mòn ốc nha mọi người. Đó, rất là ok ha. Rồi, giờ em sẽ khởi động lên nhé. Rồi, thì trường hợp để lâu hoặc cái xăng, mọi người chú ý ở dưới núm bơm xăng phụ này. Nó có một cái núm này, đó, núm bơm xăng phụ. Mọi người bơm đầy nó lên. Đây là cái chốt cần e nhé, nằm đây, nhìn từ đây vào là sẽ nằm bên tay trái này. Đó, thì cái chốt cần e này mọi người đẩy xuống. Trường hợp để lâu hoặc cái xăng, đẩy nó xuống. Giật nó ho một tiếng, mọi người đẩy lên là xài bình thường. Đó, đẩy lên là xài bình thường. Rồi, giờ em sẽ khởi động ha. Trước tiên khởi động thì mọi người chú ý cái công tắc đầu tiên nhé. Công tắc nằm đây. Đẩy lên là xài, đẩy xuống là tắt. Còn tay ga gạt. Đó. Đẩy xuống là tắt nha mọi người. Bộ giật trợ lực lớn nhá, nhờ cứ nhích nhẹ nổ thôi ha. Khá là nhẹ luôn. Rồi. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu dòng máy cắt cỏ như thế này, máy cưa xích FT như thế này thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Quý khách hàng chỉ việc chốt cọc trước 1-2-300 ngàn tùy theo khu vực nhé. Đó, rồi khi mà nhận máy thì thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những video sắp tới.